Xin chào, người lại là mình quê Japan đây. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách nạp tiền từ tài khoản ngân hàng Zucho vào trong Mercari để các bạn sử dụng mua hàng ở trên Mercari, hoặc là các bạn là sử dụng để mua hàng ở ngoài cửa hàng qua Meripay, những cái cửa hàng mà cho thanh toán bằng Meripay nhé. Cái video liên quan đến cái phần nạp tiền từ Zucho này vào trong Mercari thì mình đã làm rồi, tuy nhiên là bị YouTube người ta xóa mất nên video ngày hôm nay mình sẽ làm lại một lần nữa, hướng dẫn các bạn là cách các bạn nạp tiền từ ngân hàng Zucho này vào trong Mercari để các bạn sử dụng nhé. Và sau khi mà mình hướng dẫn xong Zucho thì mình sẽ làm thêm một cái ngân hàng nữa, đó là ngân hàng PayPay nhé. Nếu mà bạn nào sử dụng ngân hàng PayPay để nạp tiền thì các bạn có thể theo dõi ở phía sau. Và các ngân hàng khác ví dụ như là SMBC này, hay là Mizuho, hay là MUFG thì mình đã làm một cái video khác hướng dẫn rồi. Nếu các bạn sử dụng các ngân hàng đó thì các bạn theo dõi video đó cho mình nhé. Đầu tiên, để có thể nạp tiền từ trong tài khoản ngân hàng vào trong Mercari ấy, thì tài khoản Mercari của các bạn phải xác minh danh tính. Nếu mà các bạn nào chưa xác minh danh tính ấy, các bạn hãy vào trong video mình đã hướng dẫn các bạn là cách xác minh danh tính trên Mercari. Các bạn sẽ vào, các bạn xác minh cho mình, và sau đó các bạn sẽ quay trở lại, các bạn đăng ký cho mình cái tài khoản ngân hàng này vào trong Mercari để các bạn nạp tiền nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đầu tiên là về cái tài khoản ngân hàng Zucho này. Các bạn sẽ lấy cho mình thông tin cái mã số 5 số này và 7 số phía sau này của ngân hàng Zucho này, và thêm nữa là mật khẩu 4 số của ngân hàng Zucho, mật khẩu để các bạn rút tiền nhé. Và cuối cùng là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái số điện thoại mà các bạn đã đăng ký với bên ngân hàng Zucho này nhé. Trường hợp mà các bạn không còn sử dụng cái số điện thoại đó nữa thì các bạn sẽ phải ra ngoài cây ATM của Zucho, các bạn đổi lại cho mình cái số điện thoại hiện tại bây giờ các bạn đang sử dụng này, và các bạn đăng ký với bên ngân hàng đi, và sau đó là các bạn sẽ quay trở lại các bạn đăng ký cho mình nhé. Từ bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình cái app Mercari ra và mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách các bạn đăng ký tài khoản ngân hàng này ở phía đằng sau này nhé. Rồi, đầu tiên các bạn hãy mở cho mình cái app của Mercari nhé. Các bạn sẽ vào cho mình cái phần Shiharai này. Nhấn vào đây cho mình này. Các bạn nhìn thấy chữ màu đỏ nhá, Zandakani Chaji. Các bạn nhấn vào đó cho mình nhá. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần Seven Ginkgo ATM này. Phần này thì các bạn chọn bên dưới cho mình. Ginkgo Koza Toroku Suru này nhá. Rồi cái này trường hợp mà các bạn đã xác minh danh tính ok rồi, nó sẽ có dấu tích như thế này nhá. Còn nếu mà các bạn chưa xác minh danh tính thì bạn sẽ xác minh danh tính cho mình trước nhá. Bạn có thể kéo xuống dưới này. Người ta nói là trường hợp mà các bạn xác minh danh tính rồi, các bạn có thể sử dụng Meripay này, hay là nhận tiền, hay là gửi tiền cho bạn bè nhá. Các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái chữ màu đỏ đi, Tsugini Susumu này. Đây là các ngân hàng mà các bạn có thể liên kết được nhá. Các bạn có thể nhìn thấy tất cả những cái ngân hàng lớn này, hoặc là các bạn có thể kéo xuống dưới cho mình. Ở bên dưới có rất nhiều những cái ngân hàng, cả ngân hàng địa phương nữa. Các bạn sẽ tìm cho mình đúng cái ngân hàng mà các bạn muốn liên kết nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kéo lên trên cùng và mình sẽ nhấn vào trong Zucho Ginkgo để mình hướng dẫn các bạn. Bạn sẽ nhấn vào cho mình nhé, Zucho Ginkgo ở trên cùng này này. Người ta nói là các bạn sẽ chuẩn bị cho người ta cái thông tin của Zucho ra, bao gồm cả mật khẩu và số điện thoại nhé. Nhấn vào cho mình cái chữ màu đỏ đi, Doise Sugie này. Phần này người ta sẽ hiện luôn tên và ngày tháng năm sinh của bạn rồi nhá. Thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái chữ màu đỏ đi, Ginkgo Saito. Mình sẽ chuyển ra cái trang của ngân hàng này, mở cho mình cái này lên. Nhưng mà Doiziko ở bên trên này, Tojiru, Doisuru ở bên phải bên dưới. Đầu tiên các bạn sẽ nhập cho mình 3 số ở giữa trong 5 số đầu tiên của ngân hàng Zucho này nhá. 3 số ở giữa này, nhập đi cho mình. Bỏ số 1 và số 0 ở đầu với cuối đi. Nhấn vào Susumu cho mình. Phần này nhập cho mình mã 7 số, bỏ số 1 ở dưới sau cùng đi nhá, mã số tài khoản các bạn. Sau đó là kéo xuống dưới cho mình. Cái phần trống này các bạn sẽ nhập cho mình cái số điện thoại mà các bạn đăng ký với bên ngân hàng nhá. Tí nữa thì mình sẽ phải nhận cái mã số về số điện thoại này, các bạn nhập cho mình chính xác vào nhá. Sau đó nhấn vào Susumu cho mình. Kéo xuống dưới này, phần này các bạn sẽ kéo xuống dưới và nhấn cho mình cái chữ màu xanh thôi, Susumu này. Tiếp theo là mình sẽ phải nhận cái mã số xác nhận về tin nhắn nhá. Nhấn Susumu tiếp cho mình đi. Các bạn sẽ đợi một chút, người ta sẽ gửi cho các bạn một cái tin nhắn về, và các bạn sẽ mở cho mình cái tin nhắn này lên nhá. Lấy cho mình cái mã số 5 số mà người ta gửi cho các bạn ấy. Các bạn sẽ quay trở lại cái màn hình cũ cho mình này. Rồi nhập cho mình cái mã 5 số đó vào đây nhé. Nhập xong rồi thì nhấn vào Susumu cho mình.
Phần này các bạn sẽ nhập cho người ta mật khẩu 4 số của thẻ duy trù các bạn vào nhé. Nhấn vào sự sư mự này. Rồi đây là thông tin liên kết của mình nhé. Các bạn sẽ nhấn cho mình cái chữ màu xanh Moscow mở để mình đăng ký nhé. Rồi, nếu mà các bạn hiện ra như thế này, Kandoshimasta, là các bạn đã đăng ký thành công rồi nhé. Các bạn sẽ nhấn OK cho mình. Bây giờ là các bạn có thể nạp tiền từ ngân hàng Zucho vào trong này rồi, các bạn có thể nhấn vào phần charge màu đỏ cho mình này. Rồi, bây giờ các bạn đã chọn số tiền thôi. Nó hiện luôn lên cái ngân hàng Zucho các bạn rồi nhé. Các bạn sẽ nhập cho mình số tiền các bạn muốn charge vào nhé. Nhấn charge sư rử, các bạn có thể nạp tiền vào trong cái tài khoản MetaCardy để các bạn sử dụng rồi. Đó là cái ngân hàng đầu tiên nhé, ngân hàng Zucho nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái ngân hàng nữa là PayPay Ginko. Các bạn sẽ lấy cho mình cái thẻ của ngân hàng PayPay này ra nhé. Nó sẽ có mã 3 số đầu tiên là mã số chi nhánh này. Tiếp theo là mã 7 số các bạn sẽ sử dụng cho mình cái này nhé. Và các bạn lưu ý cho mình là khi mà các bạn đăng ký ngân hàng PayPay này ấy, các bạn sẽ phải nhập cho người ta cái mật khẩu login banking của các bạn nhé. Các bạn là trường hợp mà các bạn đã đăng ký banking rồi ấy, các bạn sẽ nhớ lại cho mình cái mật khẩu cả chữ cả số banking của PayPay này nhé. Và thêm nữa là trong quá trình đăng ký các bạn sẽ phải nhập cho người ta cái mật khẩu một lần. Cái trường hợp mà các bạn đã đăng ký của banking của PayPay rồi, các bạn sẽ có cái app token của PayPay Ginko ấy. Đấy, các bạn sẽ mở cho mình nhé. Cái lúc mà mình nhập cái mã số, các bạn sẽ mở cho mình cái app đó lên nhé. Đấy, cái trường hợp mà nếu bạn nào mà sử dụng cái ngân hàng PayPay này, các bạn sẽ phải đăng ký cho mình banking trước và lấy cho mình cái mật khẩu login, sau đó là lấy cho mình cái mật khẩu một lần ở trong cái app token của ngân hàng PayPay này nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào mình bắt đầu hướng dẫn các bạn về cái ngân hàng PayPay này. Rồi bây giờ thì các bạn vẫn vào cho mình cái app MetaCardy nhé. Nhấn vào cho mình cái phần charge này. Nhấn vào đây nhé. Chọn cho mình bên trên đi, 7 này. Nhấn vào bên dưới này, cô giả Torokusuru. Rồi phần này các bạn nhấn vào chữ màu đỏ cho mình nhé, Sugini Susumu này. Phần này các bạn sẽ kéo xuống dưới cho mình một chút này. Các bạn có thể nhìn thấy cho mình cái chiếc PayPay Ginko ấy và chọn vào đây cho mình nhé. Người ta nói là các bạn sẽ chuẩn bị cho người ta thông tin của thẻ này, mật khẩu banking này, thêm nữa là cái token nhé. Nhấn vào đôi Stay Susumu này. Phần này các bạn có thể nhìn thấy cho mình hai cái ô ở dưới cùng nhé. Cái phần si tên cô đổ ấy. Và thêm nữa là cô giả Bango thì các bạn sẽ lấy cho mình thẻ ra. Nhập cho mình 3 mã số đầu tiên si tên cô đổ thì nhập cho mình cái 3 cái mã. Của mình là 003, mình sẽ nhấn vào đây nhé. Các bạn lấy cho mình cái thẻ PayPay ra. Mình sẽ nhập cái mã của mình là 003 vào đây này. Nó hiện ra thì các bạn sẽ chọn cho mình vào đây nhé. Rồi bên dưới cái phần cô giả Bango các bạn sẽ nhập cho mình 7 số. Số tài khoản của ngân hàng Ginko các bạn, ngân hàng PayPay của các bạn vào. Sau đó nhấn vào Ginko Saitoe này. Mở cho mình lên này. Phần này các bạn sẽ nhấn vào đôi suru màu xanh cho mình nhé. Cái phần login password ấy, các bạn sẽ nhập cho mình cái mật khẩu login của banking ngân hàng PayPay vào nhé. Khi mà các bạn đăng ký thì các bạn sẽ phải tạo cái này rồi. Sau đó các bạn nhấn vào login cho mình. Rồi phần này nó có phần one time password đổ này. Bây giờ các bạn sẽ ra ngoài và các bạn mở cho mình cái app token của ngân hàng PayPay Ginko này lên nhé. Các bạn mở nó lên. Bạn sẽ nhìn thấy cái mã số mật khẩu này. Đó, mật khẩu một lần. Các bạn sẽ nhấn vào phần copy cho mình. Chữ màu xanh này nhé để copy lại và quay lại cái màn hình cũ đi. Và nhấn vào cho mình cái phần này. Paste vào cho mình cái phần này nhé, one timer này nhé. Paste vào đây, sau đó nhấn vào phần Moscow mở. Nhấn vào dưới cho mình. Cái này là mình đã đăng ký thành công rồi đấy. Bây giờ các bạn nhấn vào dưới để các bạn quay lại MetaPay. Các bạn có thể sử dụng được rồi. Ok rồi nhé, mình đã đăng ký thành công của ngân hàng PayPay rồi nhé. Rồi bây giờ các bạn có thể vào trong cái phần charge để các bạn nạp tiền từ ngân hàng PayPay của các bạn vào. Các bạn sẽ chọn cho mình số tiền các bạn muốn nạp vào đây nhé. Ví dụ như là hiện tại bây giờ người ta để 3 sen. Thì mình sẽ xóa đi. Ví dụ như mình nạp 1 sen thôi này. Sau đó nhấn vào charge sư lử này. Các bạn sẽ nạp tiền vào nhé. Nhập cho mình mật khẩu của MetaCardy hoặc là mở PayID lên. Đây là người ta đang nạp tiền cho mình nhé. Các bạn đợi một chút, người ta sẽ nạp tiền vào trong cái tài khoản MetaCardy cho các bạn này. Rồi bây giờ các bạn có thể ra ngoài nhìn thấy ok rồi nhé. Người ta đã nạp cho mình 1 sen vào trong cái tài khoản MetaCardy rồi. Và bây giờ các bạn có thể sử dụng cái số tiền đó để các bạn mua hàng ở trên MetaCardy.
hoặc là các bạn sử dụng ở ngoài cửa hàng qua MeritPay rồi nhé. Rồi và trên đây thì mình đã hướng dẫn các bạn là cách các bạn nạp tiền từ ngân hàng Zucho và ngân hàng PayPay để vào trong MeritCard để các bạn sử dụng rồi nhé. Và đến đây thì mình xin kết thúc cái video hướng dẫn các bạn là cách nạp tiền từ ngân hàng vào trong MeritCard ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.